ngày 6 tháng 10, thứ sáu tuần 26 thường niên. Ai tiếp đón thầy là tiếp đón đấng đã sai thầy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: Khốn cho ngươi, hỡi Corozan! Khốn cho ngươi, hỡi Bethsaida! Vì nếu tại Tyro và Sidon đã xảy ra những phép lạ thực hiện nơi các ngươi, thì từ lâu những nơi đó đã mặc áo vải thô và ngồi trên tro bụi mà sám hối. Cho nên trong ngày thẩm phán, Tyro và Sidon sẽ được nhiều dùng hơn các ngươi. Còn ngươi nữa, hỡi Capernaum, phải chăng ngươi sẽ được nâng cao đến tận trời? Ngươi sẽ phải hạ thấp xuống tới địa ngục. Ai nghe các con, tức là nghe thầy, và ai khinh rẻ các con là khinh rẻ thầy, mà ai khinh rẻ thầy là khinh rẻ đấng đã sai thầy. Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện. Có Chúa Giêsu là có tất cả. Ai tiếp đón thầy là tiếp đón đấng đã sai thầy. Tiếp đón Chúa Giêsu và tin mừng của người là tiếp đón chính Thiên Chúa Cha, đấng tạo thành vũ trụ và con người, đấng nắm trong tay vận mệnh của mỗi chúng ta. Có bao giờ bạn và tôi hiểu cho ra được cái vinh dự lớn lao này không? Hay chỉ hiểu loáng thoáng sơ sài về Chúa Giêsu và cũng chỉ nghe cho qua mấy lời Chúa Giêsu trong thánh lễ, rồi chưa về đến nhà thì giống lời Chúa đã bị chim trời ăn mất. Chúa Giêsu nói rất quả quyết: ai tiếp đón thầy là tiếp đón đấng đã sai thầy, và ai khinh rẻ thầy là khinh rẻ đấng đã sai thầy. Chúa Giêsu nặng lời: khốn cho các ngươi, hỡi Corozan, Bethsaida và cả Capernaum, vì dân các thành ấy không muốn tiếp đón người và lời dạy là tin mừng của người, không sám hối canh tân theo tin mừng. Họ không tin Chúa Giêsu là đấng Messia được Thiên Chúa sai đến, vì lòng họ kiêu căng, tự họa cho mình một đấng cứu thế làm theo ý mình, và vì họ không muốn bỏ đàng bất chính mà họ cho là hạnh phúc. Nếu tiếp đón là vinh dự, thì không tiếp đón sẽ không chỉ là mất vinh dự, mà còn là tự chuốc vào mình nỗi bất hạnh ngàn thu. Thảo nào Chúa Giêsu nói: khốn cho các ngươi. Ước gì các gia đình tin nhận và tiếp đón Chúa Giêsu là đấng cứu độ duy nhất, lắng nghe lời người để trước tiên là sám hối canh tân, và sau đó là sống lời người để nên công chính. Ước gì không có gia đình nào đặt niềm tin cậy mến vào danh lợi dục trần gian, vì tưởng những thứ ấy là hạnh phúc, rồi từ chối Chúa Giêsu và lời người, lại còn cứng lòng không sám hối canh tân, còn mãi sống trong tình trạng tội lỗi bất chính. Lạy Chúa, xin cho các gia đình sống với niềm tin có Chúa Giêsu là có tất cả, có bình an hạnh phúc ở đời này và có cả sự sống muôn đời trong nước Thiên Chúa ở đời sau nữa. Amen. Lạy Mẹ Maria, tháng mân côi lại về, khắp nơi đang rộn vàng lên lời kinh kính mừng mẹ đầy ơn phước. Ở Việt Nam chúng con, kinh kính mừng và chuỗi mân côi là sức mạnh bảo vệ đức tin của cha ông, là nơi nương cậy vững vàng của các thánh tử đạo, là lời kinh bình dân gần gũi của các tín hữu, là lời khấn nguyện bình an trong chiến tranh, trong đại dịch, và còn là lời khấn xin hạnh phúc của các gia đình. Lạy Mẹ Maria, xin cho các gia đình Việt Nam hôm nay luôn đọc kinh kính mừng, năng lần chuỗi mân côi, sốt sắng ca tụng tạ ơn mẹ, kính dâng lên mẹ mọi thành viên gia đình với niềm tin rằng mẹ luôn ở đây với gia đình
với giáo xứ. Mẹ thương yêu khấn nguyện và chúc lành hạnh phúc, bình an. Amen. Xin dâng cho mẹ người bạn đời của con, là người vợ sắt son đã cùng con những mùa lam lũ. Con xin dâng cho mẹ người vợ hiền thủy chung, đã giúp con chu toàn nhiệm vụ làm cha làm chồng. Xin dâng cho mẹ này đoàn con cái thơ ngây, anh em vui xung vầy, tình yêu êm đềm hạnh phúc. Con xin dâng cho mẹ cuộc đời nhiều nỗi đắng cay, xin muôn ơn nơi mẹ nhà con ấm êm đềm. Xin dâng cho mẹ này đoàn con cái thơ ngây, anh em vui xung vầy, tình yêu êm đềm hạnh phúc. Con xin dâng cho mẹ cuộc đời nhiều nỗi đắng cay, xin muôn ơn nơi mẹ nhà con ấm êm đêm. Xin dâng cho mẹ đầy tuổi thơ thủy tinh, dâng đàn con rất xinh biết thành tâm vững lòng tôn kính. Con xin dâng cho mẹ đầy tuổi hoa tuyết trinh, biết mến yêu chân thành thuận hòa bài ca hòa bình. Xin dâng cho mẹ này đoàn con cái thơ ngây,
cuộc đời nhiều nỗi đắng cay, xin muôn ơn nơi mẹ nhà con ấm em đêm nay, con xin dâng cho mẹ này đoàn con cái thơ ngây, anh em vui xuân vầy, tình yêu em đêm hạnh phúc. Con xin dâng cho mẹ cuộc đời.